Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thiền đức, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì Đức Phật đã dạy cái bài kinh này nguyên văn như sau. Quý vị là biết là trong cuộc sống này chúng ta rất là cần cái phước đức, tại vì phước là chủ của tam giới. Phước nó làm cho chúng ta được nhẹ nhàng thanh thản, phước nó sẽ đem lại sự bình an cho mỗi gia đình cũng như mỗi người, sự bình an của mỗi đất nước, của tất cả vạn loại chúng sanh. Nên đó là phước là cái rất là cần thiết, ai ai cũng phải có. Còn nếu mà chúng ta không có phước đức thì sống cuộc sống này nó đau khổ nhiều lắm. Cho nên ta rất là cần phước đức. Kể cả các vị chư thiên ở cõi trời các vị cũng cần phước đức nữa. Do đó mà trong cái bài này á, thì là có một vị thiên nhân, có nghĩa là một vị thiên trên cõi trời đi xuống hỏi Đức Phật là bằng cách nào để tạo ra nhiều cái phước đức ở trong đời này. Thì nguyên văn cái bài kinh như thế này: chính tôi được nghe như vậy, một thời nọ Đức Thế Tôn cư ngụ tại thành Xá Vệ, tại tu viện cấp cô độc trong vườn Kỳ Đà. Hôm đó trời đã về khuya, có một vị thiên giả hiện xuống thăm ngài. Hòa quang và vẻ đẹp của vị thiên giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, vị thiên giả đứng sang một bên và cung kính tham vấn Đức Phật bằng một bài kệ như sau: nhiều thiên nhân thao thức muốn biết về phước đức để sống được an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Và bài kinh sau đây là lời dạy của Đức Phật với 38 điều phước đức. Nếu ai thực hành được ở trong đời này, dầu cho đó là bất kỳ cảnh giới nào, dầu cho là bất kỳ ở nơi đâu trong tam giới dục sắc và vô sắc, nếu ai mà thực hành được một phần thì phước đức được một phần, thực hành được hai phần thì phước đức được hai phần. Chúng ta thực hành hết 38 điều này thì phước đức vô lượng vô biên. Như vậy thì trong cái bài kệ Đức Phật dạy thế này: nên tránh kẻ xấu ác, hãy gần bậc hiền lành, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Ở trong cái bốn câu kệ đầu tiên, Đức Phật dạy ba cái công hạnh. Công hạnh thứ nhất á, là tránh kẻ xấu ác. Ở trong cuộc đời á, ông bà mình thường nói á, quý vị, là gần mực thì đen, gần đèn sáng. Và thật á, cái môi trường mà chúng ta gần á, nó bị hấp thụ. Ví dụ như người ta bị nhiễm trược thì chúng ta sẽ hấp thụ trược ở trên thân. Bị nhiễm trược ở trong tâm thì chúng ta bị hấp thụ trược ở trong tâm. Cái kẻ xấu ác luôn luôn lúc nào cũng vì quyền lợi riêng tư, luôn luôn lúc nào cũng vì tâm dạ hiểm độc của họ mà họ hại người khác. Cho nên mình đừng có thân cận và gần gũi kẻ xấu ác. Nếu chúng ta thân cận gần gũi kẻ xấu ác, một ngày nào đó chúng ta sẽ bị lây á, có nghĩa là bị hấp thụ cái ác họ. Ban đầu á, mình nhìn thấy họ làm ác á, mình không hài lòng. Nhưng mà thấy họ làm riết, mình ở kế bên á, mình như mình quen này. Dạ, mình thấy nó bình thường luôn á, rồi từ từ ấy mình thấy vui, mình làm theo. Rồi mình thấy thích, mình làm theo. Mình thấy có quyền lợi, cái mình làm theo kẻ xấu ác. Từ từ mình trở nên kẻ xấu ác lúc nào mình không hay không biết. Cho nên đó quý vị á, là Đức Phật dạy á, là cái người hãy tránh xa, tránh càng xa càng tốt kẻ xấu và ác. Xấu ở đây chúng ta đang nói tới cái tâm á, ác đây chúng ta đang nói tới cái tâm á. Chứ không phải người xấu á, là
mặt mày đen đúa ha, rồi lại là da nhăn má cốp, vân vân, là người xấu phải. Ở đây Đức Phật dạy người xấu chính là người có tâm địa ác. Xấu ác đây là tấm lòng ích kỷ, tham lam, ham muốn vì quyền lợi riêng tư của mình mà không nghĩ tới những người khác. Do đó mà những người này được liệt vào là kẻ xấu ác. Cho nên kẻ xấu ác này mình càng tránh xa càng tốt. Quý vị đừng có bao giờ nghĩ rằng họ mình không. Mình chưa đủ cái để mà mình đề kháng trước họ đâu. Cái người xấu ác là họ có rất là nhiều chiêu trò khác nhau. Họ lôi kéo, họ dụ dỗ, họ gài bẫy, họ lại làm cho mình phục tùng, nhằm khi họ dàn cảnh gạt mình nữa. Cho nên gần kẻ xấu ác thì họ gạt những người xung quanh, mà mình gần những kẻ xấu ác thì mình chính là người bị gạt là chắc, tại xung quanh của họ là chính mình. Cho nên càng gần kẻ xấu ác chừng nào mình bị thiệt thòi nhiều chừng đó. Nên một bậc trí giả không bao giờ gần kẻ xấu ác. Cho nên điều thứ nhất là Đức Phật nói hãy tránh xa kẻ xấu ác. Cái điều thứ hai Đức Phật nói là hãy gần bậc hiền lành. Cái người hiền lành là gì? Là người biết thương yêu mọi người. Cái người hiền lành là ít có nóng giận sân si. Cái người hiền lành là luôn luôn giúp đỡ mọi người. Cái người hiền lành là họ rất là thân thiện. Họ không có cái tâm ác độc. Cho nên mình gần họ, mình cảm thấy mình năng lượng lành tỏa ra bên mình. Mình cảm thấy không có sự nguy hiểm. Mình cảm thấy không có sự lo lắng, sợ hãi trước họ. Vân vân, đó là người thiện lành á, hoặc là người hiền lành. Quý vị biết là trong phẩm An Lạc Hạnh Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy là chúng ta hãy gần gũi bậc thiện tri thức. Bậc thiện tri thức có nghĩa là bậc hiểu biết về cuộc đời, bậc hiểu biết về pháp học và pháp hành của nhà Phật. Cho nên mình gần những cái bậc đó, gọi là gần bậc thiện lành. Để làm chi? Để chúng ta học hỏi. Để làm chi? Để chúng ta được an toàn. Gần thiện lành ta đấu hại mình được an toàn. Và gần thiện lành đó, mình sẽ có học hỏi nhiều cái về nhân cách của họ, về cách xử sự của họ ở đời này, làm cho mình sẽ trở nên tốt hơn nếu mình gần kẻ người thiện lành. Cho nên Đức Phật dạy là phải gần những người thiện lành. Người thiện lành tức là người hiền lành, tánh tình không có bốc đồng, không có ngã mạn, không có vinh báo, không có là sống ích kỷ, tham lam, hay là sân si, hay là mưu mô thâm độc. Thì người hiền lành không có cái đó. Người hiền lành tánh tình dịu dàng, hòa nhã, thân cận, hiền lành. Và luôn luôn lúc nào cũng tôn trọng người khác. Thì người đó, người hiền lành đó, nên mình hãy gần gũi những người đó, mình được an toàn và học hỏi những cái điều tốt đẹp từ người đó. Cái điều thứ ba, Đức Phật dạy là tôn kính bậc đáng kính. Những người đáng kính là những người có đạo đức. Những người đáng kính là những người đàng hoàng. Những người đáng kính là bậc thánh nhân. Người đáng kính là những người chân tu. Thì những bậc đáng kính là những người có đạo đức nè, người chân tu nè, người bậc thánh nhân nè, người có cái uy tín đối xã hội, vân vân. Thì hoặc là người lớn tuổi. Thì tất cả những cái đó từ ở thế gian cho đến sức thế gian, chúng ta là hãy tôn kính. Cho nên nhất là Đức Phật, rồi các bậc thánh, mình hãy tôn kính, mình lại Phật, mình xá Phật, mình tôn thờ, vân vân. Tức là chúng ta tôn kính bậc đáng tôn kính. Những người đáng tôn kính là người có đạo đức, người có uy tín, người có chân tu tu tập, người có thánh quả, vân vân. Thì những bậc đó là cái bậc đáng để chúng ta tôn kính. Nên mình cần phải có tâm tôn kính, cần phải có sự tôn kính ở phía bên ngoài với những thái độ, những cử chỉ, những hành động của mình tỏ ra cung kính
tôn kính đến những bậc đáng tôn kính. Thì ai làm được ba điều này là phước báo lớn nhất, có nghĩa là lánh xa kẻ xấu ác, và thân cận học hỏi những người hiền lành, và luôn luôn lúc nào cũng khiêm hạ tôn kính những bậc đáng tôn kính mà chúng ta nói hồi nãy đó, thì cái người này sẽ có cái phước báo rất là lớn ở trong đời này mà không cần làm cái gì khác hết. Cái câu kệ thứ hai á quý vị, Đức Phật dạy á là sống trong môi trường tốt, đã tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước báo lớn nhất. Trong bài kệ thứ hai này, Đức Phật cũng dạy ba cái điều mà tạo nên cái phước báo lớn. Điều thứ nhất á là sống trong môi trường tốt. Cái môi trường tốt là môi trường gì? Nếu ngoài đời môi trường tốt, môi trường có giáo dục. Ở trong đạo môi trường tốt là môi trường tu, đó là môi trường tốt. Cái môi trường có giáo dục tức là môi trường ta có dạy cho mình bài bản, dạy cho mình đạo đức, dạy cho mình kỹ thuật, dạy cho mình tất cả các cái để phục vụ đời sống này, đó là môi trường tốt. Cho nên là chúng ta là hãy sống trong môi trường tốt, nghĩa là mình hiện tại sống trong môi trường không tốt thì mình dời đến chỗ môi trường tốt, hoặc là mình đi đến chỗ môi trường tốt bằng cách chủ động. Nên ở trong cuộc sống á, môi trường tốt là môi trường có giáo dục, giáo dục về nhân cách, giáo dục là về nghề, giáo dục là về xã hội học, giáo dục là về đạo đức, dần dần có nhiều cái giáo dục khác nhau lắm. Cho nên cái môi trường nào có giáo dục tức là có dạy cho mình học những cái bài học ở trong cuộc đời này, từ bài học ở trong cuộc sống cho đến bài học ở trong đạo pháp. Còn cái môi trường tốt ở trong tu tập đó là môi trường tu. Cái môi trường tu á là nó có dạy pháp, nơi đó có giảng kinh, nơi đó có những cái khóa thực hành tu tập. Đó là môi trường tu đó. Môi trường tu là nơi có dạy pháp, giảng pháp, nơi có giảng kinh, nơi có thực hành tu, có các lớp giáo lý, dần dần. Rồi nơi đó có những không gian tu tập, thì đó là môi trường tốt. Thì người nào mà ở trong môi trường tốt đó thì người đó là đại phước đức đấy, mới có thể ở trong môi trường tốt. Cho nên chúng ta muốn có đại phước đức thì mình phải ở trong môi trường tốt như vậy đó. Cái người mà đi đến những cái nơi cầu học, những nơi nào mà người ta dạy mình á, mình cầu học, nó là ở đời, tức là môi trường giáo dục. Còn trong đạo là môi trường tu, trong đó có học và hành, thì cái người đó có phước báo lớn. Khi mà chúng ta sống trong môi trường tốt như vậy. Còn môi trường ăn chơi, rồi cái môi trường hưởng thụ, cái môi trường mà nó vô bổ, thì môi trường đó không phải là môi trường tốt. Cho nên người nào mà sống trong cái môi trường tốt thì chỉ có đem lại những phước đức cho họ mà thôi. Cái bài học thứ năm là hãy tạo tác những nhân lành. Những nhân lành là gì? Là lời nói lành, ý nghĩ lành và hành động lành là những nhân lành. Lời nói lành, ý nghĩ lành, hành động lành được Đức Phật nói trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Cho nên người nào mà học kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo mới biết rằng lời nói lành có bốn lời nói lành. Nói thật pháp, nói đúng chánh pháp, nói những lời ái ngữ, và chúng ta nói là thiện pháp, đến cho họ những điều lành thiện. Thì đó là những cái lời nói lành. Cho nên lời nói lành là mình hãy tạo cái nhân lành bằng lời nói lành. Nên mỗi khi chúng ta nói thì chúng ta sẽ tạo nhân. Nên mình phải suy nghĩ là khi chúng ta nói chỉ tạo nhân lành thôi, chứ không tạo nhân dữ. Nên mình nói là mình tạo nhân, thì mình nói lời lành là mình tạo nhân lành. Nên người ta nói là khi mình nói mình uống lưỡi 7 lần là cho đó đó, để tạo ra nhân lành là mình suy nghĩ trước khi mình nói ra. Nếu nói ra những lời nào mà giúp ích cho người khác thì đó gọi là tạo nhân lành.
những lời nói ra làm hại người khác á, thì cái đó là tạo nhân dữ. Cho nên mỗi khi mình nói ra, mình coi hậu quả nó như thế nào, rồi cái nhân mà mình gieo với nó á, là nó lành tới cỡ nào hay là dữ tới cỡ nào, thì chúng ta sẽ chọn lựa mà mình nói những điều đó. Chứ đừng có bao giờ mình nói đại, nói càng, nói bừa theo cái tính khí của mình, nói theo sở thích của mình, nói theo cái sân si phiền não của mình, thì lúc đó cái hậu quả nó không phải là nhân lành của lời nói, mà chúng ta đã gieo nghiệp với lời nói đó, nghiệp nặng, nghiệp ác. Rồi bây giờ mình suy nghĩ, dùng hành để mình suy nghĩ. Ở trong cuộc sống thì luôn luôn lúc nào mình cũng phải suy nghĩ. Hay suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái kia, suy nghĩ cái nọ. Nhưng mà suy nghĩ á, thì đi đến những chủ ý, đi đến những dự định. Thì những cái chủ ý và dự định của mình đó có hại ai hay không, hay giúp đỡ người ta. Thì mỗi khi chúng ta suy nghĩ mà nó trở thành chủ ý thì trở thành nghiệp ở trong cái ý của mình. Nếu mà chủ ý đó là chủ ý hại người ta thì đó là nghiệp ác ý. Chủ ý đó là chủ ý á, mà giúp đỡ người ta thì nghiệp thiện của ý. Cho nên á, mỗi khi á, chúng ta nói những cái lời mà lành thiện, rồi á, chúng ta có những cái ý á, là lành thiện, có sự kiểm soát. Rồi bây giờ á, là mình hành động. Hành động tức là mình tác động vào ở trong môi trường xung quanh. Thì mỗi khi chúng ta phát tác động vào môi trường xung quanh đó, nếu mà cái người bị ta tác động, loài chúng sanh bị ta tác động mà được an ổn, được nhẹ nhàng, được những phần lợi ích lớn, thì cái đó chúng ta tạo thành cái nghiệp thiện của hành động. Do đó mà từ thân khẩu ý của mình tạo tác vào trong cuộc đời, thì những cái đó gọi là tạo nhân lành. Nếu chúng ta có kiểm soát ba nghiệp thân khẩu ý, cái phước đức thứ sáu á, quý vị, là đi trên đường chánh. Đi trên đường chánh, đi trên đường chánh phải là chúng ta chạy xe. Đi trên con đường mà có thảm nhựa bê tông. Con đường chánh đây á, là chúng ta đang nói tới cái đường đời mình đi á. Con đường chánh nghĩa là gì? Mình làm nghề gì? Mình làm cái gì? Mà những cái điều đó được pháp luật bảo hộ, những cái điều đó phù hợp với phong tục tập quán, phù hợp với đạo đức dân tộc, phù hợp với những cái quy điều quy định ở nơi đó, phong tục tập quán của địa phương, pháp luật của chính nhà nước, rồi giới luật của nhà Phật. Thì cái đó là con đường chánh đó. Con đường chánh tức là trong cuộc sống của mình, mình làm cái gì, mình làm gì để sống, và những hành động của mình làm cái gì ở trong cái đời sống này nó phù hợp với pháp luật, đạo đức, phong tục tập quán, quy điều, quy định, vân vân. Thì đó gọi là con đường chánh đó. Cho nên điều thứ sáu mà Đức Phật dạy là nếu chúng ta có những phước đức rất lớn thì là người phải đi trên con đường chánh. Con đường chánh là cái con đường chúng ta nói nãy, nhưng ở trong đạo Phật, con đường chánh là con đường giác ngộ giải thoát. Cho nên bát chánh đạo là 8 con đường chánh. Con đường chánh mình dịch ra là con đường đúng đắn trên bước đường tìm cầu sự giải thoát. Đó là con đường chánh ở trong nhà Phật. Còn ở trên đường đời, con đường chánh có nghĩa là con đường phù hợp với đạo đức, đạo lý, phù hợp với pháp luật của chánh phủ nơi đó. Cho nên cái điều thứ sáu, nếu ai sống đi trên con đường chánh thì người đó là có phước báo lớn. Và cái bài kệ thứ ba, Đức Phật dạy có học, có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Trong cái bài kệ số 3, Đức Phật dạy 4 cái điều mà phước báo lớn. Điều thứ nhất là có học. Ở trong cuộc sống này, nếu chúng ta không có học, dầu cho chúng ta
cái nhà trường, hay là chúng ta học bạn, hay là chúng ta học những người xung quanh, thì đều là học hết. Nên á, ở trong cuộc đời này nếu chúng ta không có học, chúng ta không biết làm gì hết, mà mình không biết làm gì hết á, thì làm sao mình giúp mình giúp đời chứ. Thậm chí tu á, cũng phải học nữa. Tam tuệ học á, là văn là tư là tu. Cho nên văn á, là học đấy, học đạo đấy. Nên ở trong nhà Phật là mình phải học đạo, còn ở ngoài đời á, là chúng ta phải có học hành, à, học cái gì đó. Nếu chúng ta không học thì làm sao biết chữ, chúng ta không học thì làm sao biết kỹ năng, chúng ta không làm học thì làm sao biết cái ứng xử ở đời. Nếu chúng ta không học thì làm sao có kiến thức. Nên cái câu nho học giả như hòa như đạo thì câu đó cũng hay đó. Có là người có học như hòa như đạo là hai chữ rất là đẹp. Tại vì học giả như hòa như đạo. Nên nói câu phương ngôn có câu là học học nữa học mãi. À, học hoài vậy đó. Hay là sự học như con thuyền ngược nước, không tiếng ắt lùi. À, vân vân. Thì đó là có học. Nên cái công hạnh mà chúng ta là có học đó là Đức Phật dạy công hạnh số 7. Cho nên ở trong cuộc sống mình đừng có làm biếng nha. Mình hãy học hành. Muốn biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học. Nên người ta nói là không thầy đố mày làm nên, tức là ông thầy dạy mình học. Cho nên học có thầy tức là có người dạy. Nhưng mà mình phải có tâm học, phải có sự học thì mình mới biết. Tất cả đều phải học hết đó. Có những người người ta tới tóc bạc trắng hết người ta vẫn học. Bữa trước có chú nào tốt nghiệp đại học nào đâu, 80 tuổi hay gì đó, thấy báo đăng thì tinh thần hiếu học. Cái phỏng vấn là bác ơi, bác 80 tuổi bác học làm gì nữa. Người ta học á là ta có mục đích đi vào trong cuộc đời, người ta làm này làm kia làm nọ, là ông này làm bà kia. Sao mà bác đi học chi 80 tuổi vậy, gần đất xa trời vậy mà đi học chi? À, ông trả lời rất hay. Ông nói tôi học không phải là để làm quan, tôi học á để con cháu đời sau noi theo để học thôi. Chứ không có chứ. Học duy nhất là để con cháu và những người xung quanh thấy cái tấm gương đó để noi theo học, đừng làm biếng, đừng có đi chơi, đừng đi quậy, đừng karaoke, đừng đi ăn chơi, à, là được. Không đừng có đi là khơi khơi, à, mà bỏ phí thời gian tuổi trẻ. Cho nên học để làm tấm gương ở đời thôi, chứ không để làm gì hết. 80 tuổi không làm gì hết, cũng học đại học ra trường ngon lành đàng hoàng. Cho nên người có học là người có phước. Người không học là không có phước. Dầu cho ông ta học ghế nhà trường hay là học ở đời, có những người không có điều kiện học ghế nhà trường, nhưng người ta đi vào trong cuộc sống, người ta học với người xung quanh, rồi người ta mày mò, người ta nghiên cứu. Quý vị thấy á, mấy bác ở dưới quê chế ra máy bay đi phun thuốc, rồi chế ra máy cắt cỏ, rồi chế ra máy gạt, rồi chế ra nhiều cái loại máy khác nhau. Có người nói là mấy bác đó chưa học tới lớp 5 nữa sao chế? Không học lớp 5 trong nhà trường, nhưng ta học đời, ta nghiên cứu sách này sách nọ, ta học từ những cái công nghệ người này, công nghệ người kia, nghề dạy người nghề, còn người này truyền qua người kia, còn ta mày mò, ta thí nghiệm từ từ nó mới được chứ. Đâu phải như không phải học ở nhà trường mà được đâu. Dĩ nhiên tất cả cái đều học hết, học ở khía cạnh này, học ở khía cạnh kia. Chứ không nghĩa là học ở trên lớp nhà trường không là đủ, mà phải học bên ngoài, học kinh nghiệm, rồi thực hành, rồi hư sửa kinh nghiệm dần dần lên nghề, nó dạy nghề. Cái điều thứ 8 là phải có một cái nghề hay. Nghề hay, cái nghề hay với nghề mình thích, hai cái nó khác nhau. Nên thầy nghe một cái vị là ở ngoài đời thôi dạy về marketing á, vậy ấy nói á là quý vị không phải lúc nào cũng làm với cái đam mê của mình, mà quý vị á đừng có bỏ đam mê của mình. Ấy ủa, ông nói kỹ ha,
Hỏi ổng, ổng giải thích rằng á, là những cái đam mê của mình là đời sống riêng của mình phải làm. Nhưng mà mình làm cái đam mê của mình đó thì nhằm khi nó không phù hợp với xã hội hiện tại. Cho nên chúng ta hãy làm cái nghề mà kiếm tiền, rồi lấy tiền nuôi cái đam mê. Ổng nói gì đó. Ổng là mình phải làm cái nghề để kiếm tiền, rồi lấy cái tiền đó nuôi cái đam mê. Nghe nói có lý. Có những người á là làm trên cái đam mê của mình không mà không ra tiền gì hết trơn á, nên đam mê cũng không làm được mà đời sống cũng vất vả, không sống nổi luôn. Nên ổng dạy mình cái đó, đam mê đừng bỏ, cứ làm đi những cái gì đam mê, là những cái mình thích, rồi mình làm những cái gì nghề nào đó mà ra tiền, rồi lấy cái tiền của nghề ra tiền nuôi lại cái đam mê của mình, là người đó được hài hòa cân bằng trong cuộc sống. Có lý. Duyệt. Cho nên cái nghề á, có thể là nghề mình đam mê, có thể là cái nghề nó phù hợp với thời đại, à, người ta cần. Nhằm khi cái nghề mình đam mê, người ta không có cần, người ta không có mướn mình. Còn cái nghề mà thời đại cần, ví dụ như á, mỗi lần có một thời gian người ta cần anh văn vi tính dữ dội lắm, ta đi học. Hoặc là thời gian mới vừa phát triển đất nước, ta cần những ngành nghề xây dựng, à, hay là mới cải cách về y học, ta cần những bác sĩ giỏi, những điều dưỡng hay, à, vân vân. Thì đó, mình quan sát xã hội từng cái thời điểm mà là cần. Có những thời điểm là rất cần bác sĩ, rất cần điều dưỡng. Có những thời điểm là rất cần kỹ sư xây dựng. Có những thời điểm là rất cần thợ lành nghề, chứ không cần kỹ sư. Nhiều, cần nhưng không nhiều. Cần thợ lành nghề. Có những lúc là bác sĩ cần nhiều, điều dưỡng cần ít. Có lúc điều dưỡng cần rất nhiều, bác sĩ cần ít, à, vân vân. Nói chung là xã hội cần thì tùy thuộc vào sự vận hành của xã hội. Cho nên người ta quan sát những ngành nghề gì xã hội cần đó, ta học ngành nghề đó, rồi ta làm ăn ra tiền. Ra tiền ta nuôi lại cái đam mê của mình. Ví dụ có những người đam mê là sáng tác, mà tới sáng tác xã hội công nhận lấy được tiền, người ta bán bản quyền đó, chắc nhầm khi tóc cũng bạc trắng. Có nhà văn nước ngoài, nhà văn Hemingway, ông viết quá trời tác phẩm luôn, tới chừng chết luôn người ta mới lấy tác phẩm đã đăng mới nổi tiếng. Còn nghèo sơ sát. Thấy không? Đó là đam mê, à, cái nghề đam mê. Nhầm khi không có ra tiền gì chân nhưng ta vẫn đam mê. Có những người ta thích, à, đờn, ta học đờn, chứ mà cái nghề đờn nó cũng chẳng làm ra được tiền đâu, ai mướn đâu. À, chừng nào mà ta nhận được show mướn mới làm ra tiền, không có thì đam mê học cho dữ, hành cho dữ cũng không làm được gì, chỉ thỏa mãn ước mơ mình thôi. Do đó mình cũng phải có cái nghề khác nó phù hợp với xã hội, kiếm tiền để nuôi cái đam mê của mình. Tức là đam mê là những cái gì mà mình relax, giải trí ở trong cuộc sống. Thường những cái đam mê của người ta rất thích, à, có những người ta thích những cái này, có người ta thích cái nọ. Có người ta thích chỉ vẽ thôi, tối ngày vẽ. Có người thích làm thơ, gặp cái gì cũng làm thơ, ta đam mê mà thơ nó không sanh ra tiền. Có người thích viết văn, gặp ai cái gì nghe qua cái là viết thành câu chuyện, câu chuyện ngắn, câu chuyện trung, câu chuyện dài. Yeah, người ta viết đó, viết để đóng, đâu xuất bản được, đâu có nổi tiếng đâu mà ta mua sách. À, rồi ấy, cũng đâu có làm ra được tiền, cũng đói. Nhưng ta làm nghề khác, ví dụ như ta đi làm thư ký, đi làm gì đó, à, kiếm tiền rồi ta nuôi lại cái đam mê của mình. Cho nên có một nghề hay á, là rất hay. Nghề hay là nghề gì? Là nghề đó giúp ích được cho đời mà đời cần thiết trong giai đoạn này, à, đó gọi là nghề hay. Cho nên cái lành nghề, tại sao á mà các cái trường đào tạo về, à, trung học cao đẳng chuyên nghiệp ra trường với những cái, à, bậc thợ, à, từ bậc 1 tới bậc 7 người ta nhận làm hết, là tại vì một nghề hay đó, xã hội đang cần. Nếu ông bà ta có câu á, một nghề cho chín hơn 9-10 nghề là chỗ đó đó, à, một nghề luyện cho nó ngon và xã hội cần cái nghề đó thì mình không có sợ đói, tại người ta đang cần mà. Còn không nghề nào hay chứ không nghề nào ngon chứ, làm gì cũng biết làm chứ, mà làm gì cũng không tới đâu chứ, ai mướn. Nên gọi là một nghề cho chín hơn 9-10 nghề.
Còn cái người nào mà 9-10 nghề đều chín hết, chín mùi hết, giỏi hết, đó là người quá xuất sắc. Nghề nào làm cũng tốt. Cái đó lâu lâu mới có người thôi, gọi là bá nghệ. Cái người bá nghệ đó lâu lâu mới có người, có nghĩa là tài đủ thứ, kiểu nào cũng tài năng, thì đó hơi hiếm. Còn bình thường người ta sẽ tài ở trong một lĩnh vực nào đó mà thôi. Cái câu kệ phúc đức thứ 9 á, thì Phật dạy rằng á, là biết hành trì giới luật. Đang nói tới người tu. Nếu người nào biết hành trì giới luật là người phải có thọ giới và giữ giới khi tiếp xúc với trong đời sống. Nếu người nào biết hành trì giới luật thì cái người đó là có phước đức rất lớn. Tại vì giới là phòng phi chỉ ác mà. Cho nên hành trì giới một cách đó thuần thục thì là dừng tất cả các điều ác, thì phước báo nó sẽ tới đối với mình. Đó là điều đương nhiên. Nên người hành trì giới luật là rất tốt. Nếu mà chúng ta có tiện thì chúng ta hành trì hết. Không tiện thì chúng ta là những cái ác lớn ta bỏ, rồi ác nhỏ bỏ từ từ, dần dần. Cái điều thứ 10 hãy nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Cái lời nói coi vậy chứ nó cũng nguy hiểm lắm. Nên có những người lên trên mạng đánh vài câu thôi, đi vô spam ta, hoặc là đi vô là ném đá người ta. Có những người nói những câu độc địa đó, có làm cho cái người đó đổ sụp luôn. Ở trên mạng đó, chứ đừng nói ngoài đời. Có những khi người ta mình xỉ vả người ta, mình đâm thọc, rồi mình nói lời ác độc đối với người ta. Cho nên cái lời nói á, tuy là nó không có là cái gì hết trơn á, mình không có thấy, nhưng nó lưu lại trong tim của người ta. Nhằm khi nói người ta một cái câu mà người ta giận, hoặc người ta hận, hoặc người ta đau, thì suốt đời cái người đó họ gặp mình, họ bị một cái cảm thọ khổ. Cho nên họ lánh xa mình, họ gần mình, họ thấy khổ lắm vì lời nói của mình. Cho nên trước khi nói á quý vị, phải soi rõ, phải xét cho thật kỹ cái lời nói của mình. Chứ không phải muốn nói gì nói, quý vị, không phải là muốn nói gì nói. Cái bài kệ thứ 4 á, được phụng dưỡng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề an lạc là phước đức lớn nhất. Cái bài kệ thứ 4 này Đức Phật dạy 3 cái bài học. Cái bài học thứ nhất á, là được phụng dưỡng cha mẹ có phước đức. Phụng dưỡng cha mẹ là trả hiếu á. Nhưng mà nhầm khi có những người quý vị thấy cái này rất là bình thường, đổ cho anh em, đổ cho người này, đổ cho người kia, không phụng dưỡng cha mẹ. Phụng dưỡng cha mẹ là lúc tuổi già, sức yếu, không đủ lực nữa để có thể tự chăm sóc, chăm lo cho mình. Từ tiền bạc, thuốc men, quần áo, thực phẩm, giày dép, thì cha mẹ không còn đủ cái năng lực để tự lo cho mình nữa. Do đó cái người con trẻ hơn phải phụng dưỡng cha mẹ mình, đó là đạo lý ở đời. Nhưng mà chính cái đạo lý ở đời này nó vô tình nó phù hợp với nhân quả nghiệp báo. Cho nên cái người nào mà phụng dưỡng cha mẹ thì người đó phước đức lớn. Nên ở trong kinh nhân quả nghiệp báo, phần phước báo sai biệt, có 3 cái phước báo lớn nhất người ta làm. Trong đó có phước báo là hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ. Cho nên nếu xét về nhân quả nghiệp báo, có thể mình với cha mẹ của mình nợ nần gì kiếp trước, nhưng mà xét về đạo lý ở đời thì mình với cha mẹ của mình có nhân duyên, và cái ơn mà cha nghĩa mẹ trong cuộc đời này nó lớn lắm. Cho nên Đức Phật dạy rằng dẫu có cổng cha mẹ ở trên vai,
giáp dòng hòn núi Tu Di đến 100.000 kiếp thì ân thâm cũng chưa đợi. Trong kinh Du Lan. Cho nên đó quý vị là được phụng dưỡng cha mẹ là một cái phước báo rất lớn. Nên quý vị hãy đừng bao giờ từ chối cái điều này. Cái cơ hội để một người có thể phụng dưỡng được cha mẹ của mình, nó không phải là nhiều, không phải là dài. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ để vụt bỏ khỏi tầm tay một cái loại phước báo lớn như thế này. Hãy quay về phụng dưỡng cha mẹ của mình. Cái bài học số 12 á, Đức Phật dạy là yêu thương gia đình mình. Cái gia đình nào có yêu thương cũng là một loại phước báo lớn á. Tại sao gia đình là tế bào của xã hội? Nếu gia đình được yêu thương đầm ấm thì xã hội được an lành. Còn gia đình nào cũng xào xáo hết thì nguyên cái xã hội nó xào xáo. Cho nên yêu thương người trong gia đình của mình, rồi yêu thương cái người ngoài gia đình. Người gia đình của mình đó là cái người mà có ơn, có duyên với mình nhiều nhất. Cho nên đó, mình hãy yêu thương những người ở trong gia đình của mình bằng cách chúng ta quán nhân duyên. Nhiều đời nhiều kiếp có duyên lành gì với nhau nữa, bây giờ chúng ta mới ở chung một gia đình. Chứ nếu mà không có duyên lành đó, thì chắc nó không có ở chung cái gia đình này đâu. Cho nên cái bài học mà nhỏ nhỏ thầy nhớ học vào lớp 2, lớp 3 đó, anh em như thể tay chân. Tay chân hòa thuận thì anh em vui vầy. Tức là cái bài nói anh em, nói ở trong gia đình cha mẹ anh em, biết thương yêu giúp đỡ nhường nhịn lẫn nhau, thì cái đó mới là cái phúc đức. Chứ không phải chỉ có giàu sang phú quý không mà yêu thương giúp đỡ nhường nhịn, hy sinh cho nhau, thì cái đó mới là cái phúc đức ở trong gia đình của mình. Cái bài học thứ 13 Đức Phật dạy, được hành nghề an lạc. Cái nghề an lạc là cái nghề không làm cho mình lo lắng sợ hãi, không có áp lực, không có gây nghiệp ác, là nghề an lạc. Nên nghề đó không liên quan tới sát sanh hay là trực tiếp sát sanh, thì nghề đó được phần an lạc. Cái nghề nào mà nó nhẹ nhàng, không gây áp lực cho mình lo lắng sợ hãi. Mới hôm qua thầy gặp một cái cô Phật tử, cô nấu cơm từ thiện cho bệnh viện rồi cho những cái nơi nào đó. Thì cô mới nói với người ta là cô nấu đồ chay, nhưng người ta không có chịu. Người ta là ở đây mình cho đồ mặn, người ta ăn có chất dinh dưỡng. Rồi cái cổ quay qua cổ cho đồ mặn, cái cổ hỏi vậy được không thầy, có bị nghiệp không thầy? Thầy là thôi mình nấu cơm ở chùa, mình nấu đồ chay đi, chùa gì nấu đồ mặn, là người ta ăn có dinh dưỡng. Vì đồ chay không có dinh dưỡng hả? Vì mấy thầy ăn chay không đó, không lẽ không có dinh dưỡng? Cái dinh dưỡng nó không nằm ở chay mặn, mà dinh dưỡng nằm ở cái chỗ các cái chất mà mình ăn á, có chất không? Tức là các thực phẩm mình ăn á. Ví dụ như mình biết thực phẩm chứa cái gì, ví dụ đậu nành á, trong đậu nành á thì là có chứa protein. Trong đậu phộng rồi đó, rồi có chứa các cái là chất béo. Rồi trong tinh bột có chứa đường. Rồi chất xơ, các vitamin, rau sống, rau xanh. Ăn nhiều loại đậu, rồi trái cây nhiều màu, dần dần chứa các cái khoáng chất, vitamin. Rồi uống nước điều, dần dần. Nên mình là nấu từ thiện ở chùa, thì người ta đề nghị nấu đồ mặn thôi. Tôi ăn chay, tôi nấu đồ chay. Ăn hai thôi chứ.
Cho nên quý vị cũng đừng chiều theo người ta quá. Thì người ta yêu cầu mà ai ăn người ta thèm gì thì người ta yêu cầu cái đó. Còn làm được hay không là gì làm mình. Cho nên á, cái nghề á, an lạc là nghề không có ác, nghề không có sát, sát sanh, nghề không có ác, tức là nghề không có làm cho ta khổ. Thì nghề đó gọi là nghề an lạc. Nghề là gì? Là cái mình làm kiếm tiền á, đó là nghề. Người ta có nghề, người ta mới đi gia chạm cuộc sống để làm để chi, để kiếm tiền. Kiếm tiền để nuôi thân, nuôi những người thân. Ngoài nuôi thân, người ta nuôi những người thân, vân vân. Cái câu kệ số 5: sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tì vết, là phước đức lớn nhất. Trong cái bài kệ thứ năm này, Đức Phật dạy bốn cái công hạnh. Công hạnh thứ nhất là sống ngay thẳng. Sống ngay thẳng là đi, đây là thẳng băng cái lưng nè, rồi đi đường một không quẹo trái quẹo phải, là sống ngay thẳng. Cái đó không phải. Sống ngay thẳng có nghĩa là nói sao phải giữ vậy, chứ đừng có lúc nói thế này, lúc nói thế kia, lúc lừa thế này, lúc gạt thế này. Sống ngay thẳng là thật tình, nói sao á là nó ra vậy, chứ không nghĩa là nói là kiểu này mà ra kiểu kia. Sống ngay thẳng là đường đường chánh chánh á, không sợ khuất lấp. Thanh thiên bạch nhật có sao nói như vậy, không lừa dối ai, sống ngay thẳng. Thì người sống ngay thẳng thì phước đức rất lớn, nhân quả nghiệp báo sẽ đem lại cho người này cái phước đức rất lớn. Rồi biết bố thí. Công hạnh thứ 15 là Đức Phật dạy biết bố thí. Bố là phân phát, thí thì cho, tặng. Biết bố thí tức là cho tặng những người khác, có thể vật chất, có thể lời nói, có thể công sức, có thể tạng, tức là những phần trên cơ thể như máu, hiến máu rồi đó, tức là bố thí. Cho nên những người nào mà dám vượt qua được cái tự ngã của mình mà bố thí cho người khác, nhất là người khó khăn trong đời, thì phước báo rất lớn. Cho nên con nhà Phật thường người ta tập bố thí giúp đỡ đời. Cái bài học thứ 16 Đức Phật dạy giúp quyến thuộc thân bằng, tức là bà con của mình á, họ cần mình nên giúp, là quyến thuộc thân bằng, là anh em bà con thân cận. Đó là quyến thuộc thân bằng. Cho nên cái người mà giúp quyến thuộc thân bằng là một cái điều phước đức. Tại vì chúng ta cũng có duyên nên mới trở thành bà con, trở thành thân bằng quyến thuộc. Cho nên nếu có điều kiện, có thể được hợp lý thì chúng ta nên giúp đỡ. Thấy điều đó là hợp lý, thấy điều đó được thì mình nên giúp đỡ những bà con, anh em, dòng họ, nên giúp đỡ. Đó là cái phước đức. Cái bài học thứ 17 Đức Phật dạy là hành xử không tì vết. Hành xử không tì vết nghĩa là gì? Là đối với những người xung quanh, chúng ta làm cái điều gì đó mình phải suy nghĩ cho nó chín chắn rồi mình làm. Suy nghĩ chín chắn nên những cái điều làm của mình không có đem lại cái tác hại cho những người khác, mà những cái điều làm của mình đem lại lợi ích như là mình đã suy nghĩ. Nên không có tì vết, có những người làm phải có suy nghĩ cẩn thận, rất cẩn thận, và làm bất kỳ điều gì cũng suy nghĩ trước.
À, cho nên đó, rất cẩn thận và suy nghĩ chín chắn cái việc làm của mình. À, cho nên đó, hành xử không tì vết thì cái người này là phúc báo lớn. Để Đức Phật dạy cái bài học thứ 17. Cái bài kệ thứ 6 á, Đức Phật dạy: chánh không làm điều ác, nên xa các tội lỗi, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước báo lớn nhất. Ở đây là Đức Phật dạy cho chúng ta bốn cái bài học. Chánh không làm điều ác là một phước đức lớn. Cái điều ác là điều gì? Điều ác là điều làm cho người ta khổ. Điều ác là điều sát sanh hại mạng. Điều ác làm cho người ta không vui. Điều ác làm thiệt hại cho đến người ta. Đó là điều ác đó. Còn cái gì ác là chúng ta hãy cụ thể quá trong đời. Mình làm cái gì đó, mình thấy mình hại người ta. Mình làm cái gì á, mình thấy là mình tổn hại người ta. Mình làm cái gì á, mình thấy phạm pháp. Mình làm cái gì đó mà thấy là hại đến sinh mạng của người khác hoặc các loài chúng sanh, hại tới quyền lợi của người ta, làm cho người ta đau khổ, thì cái đó mình phải tránh xa. Cho nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy đó: chí ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Nghĩa là hãy bỏ các điều ác là cái đầu tiên. Cho nên cái bài học thứ 18 Đức Phật dạy là hãy bỏ các điều ác. Bài học số 19 là hãy xa các tội lỗi. Hai này nó gần gần giống nhau. Hãy xa các tội lỗi, bỏ các điều ác, tức là mình đã làm rồi, bây giờ không có làm nữa, là bỏ các điều ác. Còn tránh xa các tội lỗi là mình chưa có làm nhưng biết đó là tội, nên đừng có lại gần, đừng có tham gia. Hai này hai cái ý khác nhau, nhưng mà về sự tác động thì gần như giống nhau. Hãy bỏ điều ác là đã làm rồi, giờ là không làm nữa là bỏ đó. Còn tránh xa các tội lỗi có nghĩa là mình biết cái đó lại gần, mình tham gia mình sẽ gây tội, cho nên mình phải lánh nó xa, mình phải rời bỏ nó, mình phải diễn ly nó. Thì đó gọi là lánh xa đó, lánh xa các tội lỗi. Không say sưa nghiện ngập, đó là bài học thứ 20. Say sưa nghiện ngập hai ý: say sưa là uống rượu, nghiện ngập là hút chích. Cho nên cái nghiện ngập từ cái thấp cho đến cao. Nghiện thấp như nghiện thuốc, nghiện trầu. Nghiện cao chút nữa là nghiện xì ke, ma túy, bộ đà, rồi áp phiện rồi đó, cần sa, là các cái gây nghiện. Tân dược, bây giờ có tân dược. Nên là Đức Phật dạy bài cái bài học 20 đó là không có say sưa nghiện ngập, tức là không có những rượu nhậu rượu chè be bết đến say sưa. Cái này là bây giờ nhiều lắm. Bữa hổm có ông kia ông nói là thầy có biết Việt Nam mình đứng nhất cái gì không thầy? Là Việt Nam mình có nhiều cái nhất lắm. Bữa hổm nghe báo thống kê đó, ông là ông nhớ có một điều: nhậu nhiều nhất trên tỷ lệ dân số. Nhậu nhiều nhất là cái đó không ham, phải là tiền nhiều nhất thì được, chứ nhậu nhiều nhất không ham. Năm ta tính ra số lượng dân số, số lượng tiêu thụ rượu và bia trên đầu người ta chia trung bình cộng á, là Việt Nam nhiều nhất thế giới. Là thôi cái đó không ham, ham khác đi. Giống như bà Baker của Đức nói thì ham. Bà nói là trong cái tỷ lệ cái người mà nhập cư ở Đức á, mà học giỏi chiếm tỷ lệ nhiều nhất á, số 1 á là Việt Nam. Ví dụ như á, trong 1.000 người có bao nhiêu người học giỏi á, ví dụ trong 1.000 học sinh sinh viên, thì trong 1.000 học sinh sinh viên là số lượng học giỏi nhiều nhất là Việt Nam ở tại nước Đức. Đó, cái đó mới được đó. Cái đó đó nghe, mình nghe là được đó.
Chứ còn cái vụ nhậu thôi đi, đừng hãnh diện cái nhất này, kỷ luật này thôi đi, kỷ luật học, học giỏi được, phát huy nha. Cái bài học thứ 21 của Đức Phật dạy, hãy tinh cần làm việc lành. Tinh cần tức là siêng năng đó. Làm những việc lành là những cái việc mà đem lại lợi ích cho người khác, đem lại an vui hạnh phúc cho tha nhân, cho chúng sanh. Mà mình tinh cần, tinh cần tức là hãy siêng năng, sớm chiều làm, đừng có bao giờ từ chối. Tất cả điều lành, dầu cho điều đó nó cực khổ, nó gian nan, chúng ta cũng vẫn phải làm. Chứ đừng thấy gian nan cực khổ quá rồi không làm. Ví dụ như phòng thuốc của mình, mình khám từ thiện thôi, free. Người ta lại đông khám, thì mấy thầy với mấy chú nói với thầy, giờ đông quá làm hết nổi rồi thầy ơi. Thầy cũng ra thôi cố gắng làm đi, tới đâu hay tới đó. Chứ là giờ làm hết nổi, chặt thuốc, phơi thuốc, mua thuốc, bốc thuốc, tối ngày cứ thuốc, 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 tới 8, 9, 10 giờ đêm cũng còn thuốc. Mới 5 giờ sáng gõ cửa hút thuốc, 8 giờ tối xách to thuốc, ghét rồi, toàn là thuốc không. Sáng thuốc, trưa thuốc, chiều thuốc, chặt thuốc, phơi thuốc, lấy thuốc, sàn thuốc, xay thuốc, dò thuốc, bốc thuốc. Nói chung là tối ngày toàn là thuốc không, ghét là chịu hết nổi. Cái bài kệ kế tiếp đó quý vị, Đức Phật dạy, biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ việc học đạo là phước đức lớn nhất. Ở đây cái bài kệ này Đức Phật dạy 4 cái bài học. Cái bài học á, thứ 22, biết khiêm cung. Cung cung kính, khiêm khiêm hạ. Biết kính trọng, cung kính và khiêm hạ cái người sống vậy đó là phước đức lớn. Chứ đừng có ngã mạn, mình làm được nhiêu đâu, mình giàu tới cỡ nào, có quyền tới cỡ nào thì mấy bữa nó cũng hết. Cho nên cái người sống á, mình phải ngó lên, mình không bằng ai để mình học hỏi, ngó xuống chẳng ai bằng mình để thương yêu giúp đỡ. Chứ không phải là người ta ngó xuống để mà mình ngã mạn, mà mình phải khiêm cung. Khiêm là khiêm tốn, cung cung kính à, tức là phải có sự khiêm tốn. Trong nhà Phật thì gọi là khiêm hạ. Người sống phải có lòng khiêm hạ. Đó là bài học thứ 27 mà Đức Phật dạy. Bài học thứ 28 Đức Phật nói là phục thiện. Có nghĩa là cái người mà lỡ làm ác rồi đó, nên hãy sám hối quay đầu. Biết đó là những cái điều ác, cho nên mình luôn luôn lúc nào cũng sám hối, quay lại con đường thiện lành, nên gọi là phục thiện. Phục là phục hồi á, quay lại con đường thiện lành không bao giờ trễ cả. Nên có những người nói phóng lao thì phải theo lao, lỡ leo lưng cọp mày. Không, con nhà Phật không có lỡ, không có phóng, sám hối hết á. Dầu cho ác tới cỡ nào cũng phải sám hối, cũng phải quay đầu. Kiếp này không quay đầu thì kiếp khác cũng phải quay đầu. Chứ không bao giờ mà mình tỉnh ra, mình hiểu ra, mình lại làm càng, làm quấy. Nên có người nói là con tội lỗi quá trời, thôi khỏi tu, cho hết kiếp này qua kiếp sau tu. Không bao giờ có. Kiếp này mình phải sám hối, mình tu liền tới chưa đắc vậy chân mới tạo thành cái tiền đề, tạo thành cái duyên lành với kiếp sau. Chứ có đâu kiếp này lỡ quậy quậy luôn kiếp sau tu. Cái xe mà lao xuống vực rồi bây giờ quay lại lên đỉnh núi hay có không?
Cho nên kiếp này á, quý vị tu được thì tu đi. Nên có nhiều người nói thầy, thầy con muốn theo thầy làm đệ tử quá, bây giờ con bận quá, thôi con đợi hẹn kiếp sau thầy nhận con làm đệ tử nha. Tu mẹ kiếp sau, dầu cho trễ hẹn còn nửa giờ, lần sau gặp lại phải chờ trăm năm. Chứ đừng có nói mà nói kiếp sau gì, gặp đây kiếp này tính kiếp này. Gặp Phật Pháp tu liền đi, tu cũng không ngon lành thì mình tu từ từ lên cho nó ngon. Chứ có đâu mà hẹn tới kiếp sau, xa lắm bạn ơi. Kiếp sau nó dài lắm, nó xa lắm. Biết kiếp sau được làm người không? Hay làm cái cảnh giới khác? Biết không? Biết kiếp sau có được làm người không tu? Có được làm chư thiên không tu? Kiếp này quậy quá kiếp sau bị đọa, chứ đừng có nói mà tu. Ở trong cảnh giới đọa không có tu được đâu. Địa ngục không có đạo tràng, không có chùa gì chứ. Ngạ quỷ không có đạo tràng, không có chùa chứ. Súc sanh không có đạo tràng, không có chùa chứ. Chỉ có người và chư thiên mới có đạo tràng, mới có chùa thôi. Chứ còn bình thường là không có. Không có hiểu lời Đức Phật dạy để tu hành đâu. Mà đừng có hẹn ở kiếp sau, chỉ cho mất công. Cái 23, chúng ta bỏ sót 23 là lễ độ ha, khiêm cung rồi là 22 khiêm cung. Bài học 23 là lễ độ cái khiêm cung với cái lễ độ, khiêm khiêm hạ. Lễ là chúng ta giữ những cái phép tắc chừng mực ở trong cuộc sống. Phải có trên, có dưới, có phép, có tắc, chừng mực thì đó phước đức lớn. Cái bài học thứ 24 mà Đức Phật dạy là chi túc. Chi túc có nghĩa là biết đủ. Biết đủ nghĩa là gì? Không phải bao nhiêu cũng đủ. Biết đủ không phải bao nhiêu cũng đủ. Mà nghiệp chúng ta bao nhiêu, chúng ta lãnh bấy nhiêu, hoan hỷ với nó là biết đủ. Nghiệp chúng ta bấy nhiêu, chúng ta hoan hỷ, chúng ta lãnh nó bấy nhiêu, không có sự giận hờn, không sự tức tối, đó là biết đủ. Trời ơi, người ta sống giàu sang phú quý, sao mình nghèo hèn này nọ, người ta bứt tóc bứt tay, đập đầu vô tường, rồi người ta quậy lên. Xã hội không công bằng với họ. Cuộc đời này bạc đãi với họ. Không phải. Người chi túc họ không có làm vậy. Chi túc nghĩa là biết những cái gì mình thọ lãnh ngày hôm nay là do cái nhân ngày hôm qua mình gieo. Nên cái quả báo ngày hôm nay mình phải có những cái mà mình gặt hái thế này thì người ta hoan hỷ đối với nó. Tri túc biết đủ là vậy, chứ không phải biết đủ bao nhiêu cũng đủ. Đủ đâu mà đủ, hai chén mới no, có một chén sao no mà đủ. Có áo ấm để mặc, không có áo ấm nào để mặc sao đủ. Biết đủ đây có nghĩa là người ta bằng lòng với cái nghiệp mình đang có, mà người ta không có sân si đối với nó. Sao cũng được. Cái bài học 25 á, Đức Phật dạy á, là phải biết ơn những cái người nào giúp đỡ mình. Đây là đạo lý ngàn đời của dân tộc rồi. Đạo lý ngàn đời của Phật Pháp rồi. Tri ân và biết ơn. Nên người ta giúp đỡ mình á, mình phải canh cánh bên lòng mà nhớ những cái điều đó. Cho nên cái người mà vong ơn bội nghĩa trong xã hội người ta ghét. Nhất là người vong ơn bội nghĩa mà trong Phật Pháp này nó nặng. Ví dụ như ông thầy dạy mình phản thầy qua, anh kia nói xấu còn mình còn hại ông thầy của mình nữa. Thì đó gọi là vong ơn bội nghĩa đó. Thì nặng nề còn hơn ngoài đời. Người ta không có dám giết gì mình chứ, mà người ta coi thường mình. Người ta sợ mình. Là ông thầy nó còn hại nữa, không chỉ cái người khác nó còn hại. Thấy không? Tức là người ta coi mình làm người ác. Cho nên người vong ơn bội nghĩa nghĩa là người ta giúp đỡ mình mà mình phủi ơn, không nhớ gì hết. Phủi luôn. Rồi là mình quay lại, mình còn chống lại nó vân vân. Thì cái đó là không có phước đức. Cái người biết ơn mới là người phước đức. Nên cái biết ơn đó là một cái đức tính rất là tốt của con người. Bài học thứ 26, không bỏ việc học đạo. Việc học đạo là gì? Nói chung học giáo lý.
học giáo lý trong đó có pháp học và pháp hành. À, thì cái đó mình đừng có bỏ ngang mà hãy học liên tục liên tục liên tục. Bằng cách gì cũng biết, nghe băng đĩa cũng được, nghe video clip được, YouTube cũng được, gì ra đâu cũng được chân. Mà ngày nào cũng bắt nghe. Nghe kinh cũng được nữa, nghe giảng cũng được nữa. Nên nếu quý thầy giảng những cái bài video clip đó vô nghe hoặc nghe MP3 cũng được. Miễn có những cái bài kinh, những cái bài hoặc học giáo lý hoặc nghe online. Ví dụ như chúng ta học thế này cũng nghe online nè. Thì đừng có bỏ, nó thâm nhập từ từ bỏ uổng lắm. Người nào mà không bỏ mới phước báo lớn, người nào bỏ phước báo không có lớn đâu nha. Cái câu kệ kế tiếp á quý vị. Biết kiên trì phục thiện, hồi nãy chúng ta đang nói phục thiện này, nói trước đó, biết kiên trì phục thiện, thân cận bậc thánh hiền, giữ pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Trong cái này là Đức Phật dạy bốn cái điều: kiên trì phục thiện, gần bậc thánh hiền, giữ pháp đàm học hỏi. Ở đây quý vị kiên trì có nghĩa là sự kiên nhẫn cho đến cùng cái mà con đường mình thấy đúng đắn mình đi. Đừng có bỏ giữa đường, đừng có bỏ giữa chừng. Hãy kiên trì, kiên nhẫn, bước lên từng bước một người ta đi. Cái này là đức tính rất lớn. Hơn nhau á là chỗ bền bỉ, hơn nhau á là cái chỗ kiên trì, nhẫn nại. Cho nên á quý vị thấy á, là người ta nói không có một người nào thua cuộc cả, chỉ có người nào bỏ cuộc mới là thua cuộc thôi. Nên người thiên trì kiên trì là người không bỏ cuộc. Mình nhắm cái hướng mình đi rồi cỡ nào cũng đi. Ví dụ hồi xưa thịnh tu, nhắm là hướng mình đi tu rồi. Ai nói ai làm cũng đi rồi. Gù gù đi rồi. Ai làm mình tu rồi. Mình học mình tu, không cần ai biết, chỉ có tâm mình biết là được rồi. Tam bảo biết là được rồi, không cần ai hết. Kiên trì đi cũng tới. Nên có nhiều người ngán là học hết tiến sĩ ở trong Phật pháp, học tiến sĩ bao nhiêu năm là dễ thôi, học mẫu giáo 3 năm, 12 lớp 12 năm nữa 15 năm, học trong nhà Phật nha, tới lớp 12 rồi, học sơ cấp 2 năm, học trung cấp 3 năm, học cao đẳng 3 năm, học đại học 4 năm. Rồi nếu người nào qua mà cao cấp mà giảng sư thì thêm 3 năm nữa. Người nào lên thạc sĩ thì thêm 3 năm nữa, người nào lên tiến sĩ thêm 2 năm nữa. Đó, cộng hồi thì mới cộng là 31 năm đó. Khoảng 30 năm học. Tới cộng hồi cỡ 30 năm học. Nên người nào học được lèo lên tới tiến sĩ luôn, khoảng 30 năm học ở trong Phật giáo. Rồi ngán quá ngán. Tự nhiên bỏ 30 năm ra học. Cuộc đời nhầm khi 60 năm cuộc đời bỏ 30 năm học rồi. Người ta ngán ta không học. Nhưng kiên trì đi, từ từ là cũng có ra trường à. Tại sao mình nghĩ là học không, mà mình vừa học, mình vừa tu, mình vừa giải trí chứ, đúng không? Chứ đâu phải học không nên ta nghĩ là học không nên ta ngán. Mình vừa học, mình vừa tu, mình vừa làm việc, chứ mắc gì mình vừa enjoy, chứ mắc gì mà học không. Vậy vậy à, phải không? Thì mình học, mình vừa học, mình vừa làm những cái gì mình thích. Còn người tu thì vừa học vừa tu, chứ mắc gì học không đâu ngán. Nên hơn thua nhau chỗ kiên trì. Rùa chạy thi với thỏ, thỏ vừa chạy vừa chơi, thỏ thua rùa. Nó rùa kiên trì, nó đi hoài, đi hoài chứ nó. Rồi cuối cùng ông cũng tới. Cho nên cái bài học thứ 27 kiên trì, thứ 28 phục thiện nãy em ta nói rồi. Bài học thứ 29 là thân cận bậc thánh hiền. Bậc thánh hiền ở trong đời là những bậc được người ta tôn kính. Ở trong đạo là phải là một cái bậc chứng quả thánh.
trong nhà Phật không có phong thánh, mà là chứng quả thánh. Chứng quả thánh rõ ràng là vượt qua bao nhiêu hạ phần kiết sử, bao nhiêu triền cái, bao nhiêu thượng phần kiết sử. À, thì cái đó là được làm thánh, chứ không có phải là phong thánh. Đạo Phật không có phong thánh. Tùy vào tôn giáo mà cái có cách thức phong thánh khác nhau. Nên những bậc hiền thánh là những vị tu hành chứng đắc ở trong nhà Phật. Còn bên ngoài những bậc hiền thánh, tức là những bậc thánh hiền ở bên ngoài, là những cái vị mà có đầy đủ uy tín, sở học, sở gì nhiều lắm, nên ta mới gọi là thánh hiền ở bên ngoài. Nên viết những bài học đạo lý, đạo đức cho đời sau đó. Cho nên trong cái tuần gì mà thầy đi ngang cái bến phà Bắc nè, có cái câu thầy nhớ tới giờ đó, thầy nhỏ đi ngang bến phà đi học á, cái mấy chú bán vé số bắt cái băng đĩa lên á, có cái câu ca đây nè: sách thánh hiền đâu có dạy ngài tham sang phụ khó, dở trò vô sĩ. Cái câu đó nhớ tới giờ. Ông này ông nói với ông kia, ông kia ông làm quan, mà ông làm quan là tầm bảy thì sao đó. Ông nọ ông nói là: ngài ơi, sách thánh hiền đâu có dạy ngài tham sang phụ khó, dở trò vô sĩ, ví dụ gì đó. Cho nên á, sách thánh hiền, thánh hiền ở ngoài đời khác, ông thánh ở trong nhà Phật là phải tu tập đạt đến quả vị thánh nhân. Bài học thứ 30 á, là giữ pháp đàm học hỏi. Pháp đàm học hỏi là sự trao đổi về Phật pháp thường xuyên với huynh, với đệ, với thầy tổ, và dần dần học hỏi. Hỏi là những cái gì mình không hiểu, học là những cái mình chưa biết, hỏi những cái mình chưa hiểu, học là học những cái mình chưa biết. Còn học đi học lại gọi là ôn, ôn. Còn thi đi thi lại gọi là ôn thi. Nên bữa trước ở trường học y á, là có khó thi đậu vô lắm. Trường y á, trên cái ông kia ông thi hoài không đậu, cái ông đứng đó ông cặp sách ông đi, ông nói là hỏi anh đi đâu ra đi học, hỏi sinh viên trường nào, ông là tôi sinh viên trường đại học y. Trời đó, ôi bộ thi đậu hả? Ông là không, y thôn. Y thôn là ôn thi á, nên là thi rớt hoài đó, đi ôn thi ôn cặp đi học mà không phải là sinh viên trường đại học y, mà là y thôn là ôn thi. Cái câu kệ tiếp theo á, Đức Phật dạy á: sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được niết bàn là phước đức lớn nhất. Sống tinh cần, tinh cần là siêng tu á. Ở đây là Đức Phật nói về ở trong đạo. Nếu ai á mà siêng tu, siêng tu hành gọi là tinh cần á, siêng tu, siêng năng tu hành, tu kiểu nào không biết, tu pháp nào không biết, mà siêng chút là được. Rồi bài học 31, bài học 32 Đức Phật dạy tỉnh thức. Tỉnh thức là luôn luôn lúc nào cũng chánh niệm, tỉnh giác là người tỉnh thức. Đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, những cái gì xảy ra là biết những cái đó đang xảy ra. Chuyên cần tỉnh thức. Tỉnh thức nhìn vào những cái việc mình làm, những việc mình nói, việc mình cử động một cách đó là rõ biết tất cả. Đó là bài học thứ 32, là hãy chánh niệm tỉnh giác. Bài học thứ 33, học chân lý nhiệm màu, đó là học giáo pháp nhà Phật, học giáo lý. Nên quý vị vào trong mạng học giáo lý, hoặc nghe trực tiếp như Zoom online, hoặc đi học trực tiếp ở các lớp giáo lý, hay nghe học trực tiếp giảng đó, là học á chân lý nhiệm màu, tức học giáo lý nhà Phật, kinh sách của nhà Phật, để hiểu ra con đường giác ngộ giải thoát. Đó là chân lý nhiệm màu. Thực chứng được niết bàn, cái này khó, này là bài học 34, là mình hướng tới niết bàn. Tu hướng tới niết bàn là hướng đến một trạng thái của tâm đoạn diệt, không còn bất kỳ sự đau khổ nào ở trong tâm của mình, đó là niết bàn. Mà phải thực chứng niết bàn, cái đó mới là cái phước báo vĩnh hằng, phước báo rất lớn cho một đời của một chúng sanh, ở đó có con người và chư thiên. Cho nên nó niết bàn đây không còn đau khổ. Niết bàn
là nơi không còn nguyên nhân của khổ. Thực chứng có nghĩa là chúng ta tu tập đưa tâm mình đi đến cái cảnh giới Niết Bàn, là cảnh giới không còn đau khổ trong tâm. Cái này có thể thực hiện ở trong tương lai. Nên ngày hôm nay mình cố gắng rèn luyện tu tập để đạt được cảnh giới Niết Bàn ở trong tương lai, chứ không phải bây giờ. Nếu Niết Bàn bây giờ đâu cần tu đâu, nó là tu xong rồi, nên là không cần tu nữa. Còn bây giờ là chúng ta đang tu tập hướng đến Niết Bàn. Ai cũng vậy đó, tu phải hướng đến Niết Bàn. Hướng đến có nghĩa là cái mục tiêu. Còn bây giờ chúng ta đang đi trên con đường đó. Còn mục tiêu chúng ta đến đó là Niết Bàn, chứ không phải là mục tiêu chúng ta đến là trở thành ông gì. Tu tập là hướng đến Niết Bàn, mà Niết Bàn không phải là một quả vị. Niết Bàn cũng không phải là cái cõi cảnh giới, mà Niết Bàn là trạng thái tâm không còn đau khổ, đơn giản thôi. Nên người ta tu á, các hạnh ba la mật là các hạnh đoạn lìa nguyên nhân của đau khổ. Đó là hạnh ba la mật. Nên ta định nghĩa chữ ba la mật là xuyên thủng, là đoạn lìa, là chặt đứt tất cả phiền não. Mà phiền não đó là các lậu hoặc. Lậu hoặc là nguyên nhân của tất cả đau khổ của chúng sanh. Cho nên đó, ta đoạn lìa chặt đứt tất cả phiền não đó. Cái bài kệ kế tiếp á, Đức Phật dạy sống chung đụng dân gian, là sống trong dân gian đó, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên, sống hoàn toàn thanh tịnh. Bốn cái bài học sau cùng Đức Phật dạy. Nếu mình sống trong thế gian, sống giữa trong lòng thế gian á, nghĩa là hoa sen trong bùn á, thì hãy sống cách nào? Có bốn cách sống mà phước báo lớn nhất khi hoa sen nở trong bùn. Đó là tâm không hề lay chuyển, tâm bất động. Tâm không thể lay chuyển, tâm bất động. Tâm bất động là tâm định đó. Nên ở trong thế gian này mình phải học định tâm trên một đối tượng. Mà đối tượng Đức Phật dạy đó là 40 cái đề mục thiền định, là Samatha. Cho nên chúng ta hãy dùng cái đề mục nào cũng được. Dùng đề mục hoàn tịnh, hay là đề mục ca si ná, hay là đề mục tùy niệm, dần dần thì chúng ta học những cái đề mục đó, thực hành đề mục đó để tâm bất động đối với hoàn cảnh xung quanh, là tâm chúng ta trú an trụ trên một đối tượng, là tâm bất động, thì phước đức lớn lắm. Nên người nào mà giữ được tâm bất động thanh thản lắm. Tâm mình động đó nên là mình khổ á, chứ tâm bất động là thanh thản lắm. Cho nên khi mà người ta học thiền Samatha, người ta trụ được trên các đề mục, bắt đầu ta có sự hỷ lạc. Cho nên kinh nhập tức xích tức niệm, Đức Phật dạy ly dục đi bất thiện pháp, chứng và chú tầng thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Cho nên cái cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh, thì nếu chúng ta định thì mình sẽ có cái cảm giác hỷ lạc đó. Cái bài học thứ 36 Đức Phật dạy là phiền não hết. Phiền não hết nghĩa là gì? Cái phước đức rất lớn khi phiền não hết. Có nghĩa là chúng ta đang có phiền não thì hãy tập trung vào phiền não mà tu. Có nghĩa là gọi là phiền não tức bồ đề. Nghĩa là diệt hết phiền não là bồ đề. Cho nên là tu người ta giữ tâm thanh tịnh, tu người ta xả bỏ, tu người ta độ diệt, tu người ta giảm thiểu, tu người ta diễn ly tất cả phiền não. Cho nên bằng hạnh nào cũng được, pháp nào cũng được, trong tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp gì cũng được. Miễn mà phiền não nó rời xa, nó ít đi, nó mỏng nhạt, nó giảm thiểu, nó được đoạn diệt, nó được từ bỏ, đó thì là cái phước đức lớn ở trong đời. Đó là cái bài học thứ 36 Đức Phật dạy. Bài học thứ 37 Đức Phật dạy là sống an nhiên. Sống an nhiên có nghĩa là
sống mình đừng có để ý gì những cái xung quanh đó. Hãy tự tại. Tại vì trên đời nó không có gì đáng để mà cho chúng ta rối chứ. Tất cả đều là vô thường, là rỗng không, là nhân duyên, là giả hợp, là hợp là tan thôi. Không có cái gì đáng để mà mình khổ đau, mình sầu thương, mình oán giận đó với nó cả. Không đáng. Cho nên mà an nhiên đi. Cái gì xảy ra, gì xảy ra. Ta là ta, nó là nó. À, cái gì xảy ra, cái gì xảy ra. Nó là nó, ta là ta. À, nhớ câu kệ thôi. Cái gì xảy ra, cái gì xảy ra. Ta là ta, nó là nó. Cái gì xảy ra, cái gì xảy ra. Nó là nó, ta là ta. Vậy thôi, an nhiên. À, dưới cuộc đời này mình không có dính dáng gì tới nó. Nó chẳng dính dáng gì tới ta. Cho nên mình dính với nó dính với mình. Nên mình mới đau khổ vì nó. Đó là kiết sử. À, còn sống an nhiên tự tại thì nó xa rời các kiết sử đó đi. À, làm cho mình không có đau khổ đi với nó. Cái bài học thứ 38 á, sống hoàn toàn an tịnh. An là bình an, tịnh là thanh tịnh. Thanh tịnh của tâm, bình an của thân. Thân bình an là thân khỏe. Tâm thanh tịnh là tâm không có phiền não. Thân bình an là thân khỏe, không có bệnh tật, ốm đau. À, tâm thanh tịnh là tâm không có phiền não. Do đó mà mình hãy giữ gìn sức khỏe, ăn đủ chất, ngủ đủ giấc, không thức quá khuya, không ăn những cái mình quá thích mà nó nhiều quá, uống đủ nước, chất dinh dưỡng, tập luyện, vận động, lao động, thân an. Tâm thanh tịnh là tâm không có dung chứa phiền não. Nếu lỡ có phiền não xả ra, còn khi tiếp xúc thì đừng có phiền não, bằng cách chúng ta đề kháng thủ hộ căn. Thủ hộ căn là khi tiếp xúc không có phiền não, mà lỡ có phiền não trong tâm á, thì tu hành xả bỏ. À, xả ra khỏi trong tâm mình, bỏ ra khỏi ở tâm mình, trên được á là an tịnh hoàn toàn, là phước báo lớn nhất. Cho nên ta tu tập để đến tâm an tịnh hoàn toàn. Bốn câu kệ sau cùng: cứ sống được như thế, đi đâu cũng an lành, tới đâu cũng hạnh phúc, thật phước đức vô biên. Nếu chúng ta làm được 38 điều này, cứ sống được như thế, đi đâu cũng an lành. Đi đâu cũng nghĩa là ở trong cuộc sống này, đi Nam, đi Bắc, đi Mỹ, đi Tây gì cũng an lành. Tới đâu cũng hạnh phúc. Ví dụ như đi luân hồi sanh tử. Tới cõi này, tới cõi kia, tới cõi nọ, quả báo này thì lúc nào cũng được hạnh phúc. À. Thì nếu ai làm được 38 điều này, à, đó là phúc báo vô lượng, vô biên. Nếu ai làm được 38 điều này là phước báo thật là vô lượng, thật là vô biên. Cho nên đó quý vị, hãy đọc kinh Phước Đức đó, và hiểu để chúng ta thực hành trong đời sống và đem lại được phước báo công đức, mình hồi hướng lại cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Xin chúc quý vị có một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Chúng ta hết giờ, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khâm tân cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.